Sebenarnya kenapa nih nyempat musuh yang itu yang video gue mau lihat yang besar lagi kayaknya ini yang berarti sebajak nah dan itu yang lebih lang itu mau dimuai dan teknik non simple grammar and use itu dimuai English grammar and use dan mau buat hai dengan apa nih trong jumlah di media tetap rambai dan di game yang di used to do itu dimuai used to và cũng chắc là các ngọc nia trong phần thâm tha video này cứ ai chú ý các ngọc nia từ tour do mê liên và tôi chỉ từ tour do từ nền tảng này từ sau lễ tôi muốn grammar và tôi muốn bia có bí bị chuyển bản hai trong tôi bị gì mà đó không cần biết trong tôi thực ra chỉ trái trong cuộc trong lòng ta cảm giác đó thì mình cảm thấy tốt tốt cảm giác đấy thì mình nhóm sẽ tốt thì mình use thử hai bạn này là con liên được con chơi hết thì lo những anh mượn khác với những tôi mang thì mình đặt tỏ chắc là các tôi thì mình use to hay mình use to do thêm ít nhóm lực là pin nói là trong cho nó là khi vô về trong mình bỏ sai cứ ai thì chậm làm viên thì làm đô rồi làm hai đô tận tận when we use to nãy nếu về dân nghĩa về đó thì chậm làm là use hay use to này dân là use to rồi use to do something in the past. Dương trong vậy tha nếu về đại dương dùng be used to rồi riêng vậy tha used to do nó cứ chỉ verb đó. Đại dương vậy used to do something in the past. Nè, nếu về đại dương dùng be used to nó cứ chúng ta từ từ cam kia với còn chúng ta với đại dương ban verb nơi nó là tay tác là tay đặt ca như thế đại dương quan gì đó phơ được nó là tay đặt cá đang chỉ cà phật như là true yes that we use something true in the past rồi còn that we do in the past mình chắc cả lại những những bạn mới mình nên pì nhé mình nên thật cao biết đại dương phơ được nó là tay đặt cá rồi còn cả đại dương quan phơ là tay đặt cá đại về cứ chỉ cà phật rồi còn phật như thế nó là tay đặt cá dân dễ nó ngọt đây là cà tê nhớ đấy và rương tổ something that happened previously in the past but now not longer happen chắc chúng tôi không bỏ xài càng lớn thì các tông chúng muốn used to do something true in the past mình đến thẳng máy cứ bằng anh phía sạc cam thì muối đại dương ban phơ với bất đẳng con muối đi coi đại dương ban phơ với dạng che lẹ muối nâng nọ đại tá hạ đại tá ca đôi bò dương ha có con muối nọ đại tá chỉ cao bất muối nọ đại tá đôi dương về cho cái hạ đang he used to smoke hiểu không he used to smoke mình chẳng may ra còn dương về khi sự cam he used to smoke cứ mới ra sự cam đại tá ca bất có chu mấy anh ta lỡ con ai cũng được chụp với có con ai cũng chụp chụp vậy anh em biết gì về YouTube nó đẹp cả đài mà đo bạch bòn cá cứ biết tập ban mình chọn với cổ tập ban mình chụp đài mà đo mình làm được đài dân gì lấy cứ tập cam với đài ban cứ được nó đẹp cả hai ban mình chọn nó bạch bòn cá cứ tập ban mình chọn nó bạch bòn cá đài mà ok rồi trên mà đo bạch bòn cá cũng được chọn đài mà đo hai cái câu chuyện muốn được cam tiếp đài ban cá làm dạng tiếng tốt nên nó đẹp cả đài phân tán với mình nhiều người ô tiêu hoa đang nhóm tôi slot mình lên thì ta yeah, I used to play guitar. Yeah, but now I'm often not play guitar anymore. Chẳng may chẳng may, khi chúng ta chỉ lưu ý khi chúng ta ban là mình lên guitar, còn ta là khi chúng ta chơi ban là lên đấy. Chúng tôi có nhiều anh em mình lên đấy. Anh em ấy qua đó used to, nhớ lại và tạm tiếp tiếp làm như này. Cái tôm chừng mình đi pi đã khi mà ban là ngọt nhé. Cái tôm chừng mùi form này chừng mùi fashion. Đại dương trong nghĩa là for my fashion bởi vì nó cứ dương pra pra did dương tâm hết ra sự cao kia là bọn used to nó phải cứ chia past action với cứ chỉ past action đúng chứ sự cao kia là chỉ past action cứ dương pra dương did dương mong chúng chúng nuôi đại dương ảnh mà khởi nghĩa cứ for mà cứ did you used to did you do to smoke? Yes, anh cũng như cam kết đại dương nhé. Ta để anh cho ban đứng mình chưa đại gì, vậy đấy. Mà tỏ ban, tỏ. Lỡ chúng không bỏ sai mình lai hay làm thêm một tí. Tất
that tong chu muoy nang ka pra pra used to nang da yeung ae used to do nang that tong chu muoy nang lang away he smoke that tong chu muoy nang he used to smoke nhe chang a ni nhe kue chi atai ka hai a ni kue chi sa ka phe muoy da yeung nghe chong ka hai sa ka phe phnong long phe 2 years ago da yeung chong nghe tha lau nang yeung nghe phnong bạch hoàn ka a ni chắc là phê một lòng phê mua là chứ lòng phê đại cá chứ cũng nó thu gì ở đồ cho rồi người dân việc cũng nó bay sang được cái pin sang đó chắc mấy anh cam phê nó có chua ba nhà phê nó có kho ba mình chua pin sang mà là cái có chua chua nhớ có chua pin sang mà vẫn tập đo thầm con đo mình con đo lỡ là thầm pin sang cho nó có chua chua mình thấy là nó có chua nè con chua à và là phê mà lo đi cư dân vậy thá thì đa sẵn He doesn't smoke. When I tell him, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Chiếu đại dương nghĩa khi sản xuất hai số thứ ca comment hai và like để tôi cũng biết ổn một tiếng phong làm bây giờ còn đáng chết thì đạt tôi ổn thằng với nhau kiểu sự cơm tham biết ổn bóng nhóm anh chui nhà đó có thể là đẹp đến tao lấy đấy tôi bận này ông lấy bằng khác đòi dương mình đi cùng này hai đi khi bị ở đây đấy hai số ca xong nửa nguyên để cho đi bán để tôi cùng một nhóm phong nhóm nhưng đừng có đi được ok so thank you guys for watching my video see you in another video thank you